Kinh Dương Vương là vị vua đầu tiên của phương Nam, nhưng con của ông là Lạc Long Quân mới là vị hùng vương nổi tiếng nhất, là vị vua tu luyện đắc đạo và là vị thần cổ xưa đầu tiên, khai sinh ra dòng giống Bách Việt, phân định lãnh thổ cho quốc gia Văn Lang cổ đại. Dân ta tự hào là dòng dõi con rồng cháu tiên, chính là nhờ ơn của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Long Quân lên nối ngôi, đổi hiệu là Hùng Hiền Vương. Nhân duyên trời định đã đưa đến cho ông một người vợ gốc tiên, để khai mở ra dòng dõi Bách Việt sau này. Người vợ này chính là Âu Cơ, là tổ mẫu của dân tộc ta. Sau khi về làm vợ Lạc Long Quân, Âu Cơ đã sinh cho ông những người con trai một cách thần kỳ, mà sự tích còn lưu truyền đến ngày nay. Bấy giờ, có con gái của Đế Lai tên là Âu Cơ, về sống ở quê mẹ tại Động Lăng Sương, huyện Thanh Nguyên. Một hôm, Âu Cơ đi chơi ở châu Trường Sa, gặp vua đang đi tuần thú ở Đà Giang. Vua thấy Âu Cơ dung nhan xinh đẹp, rất vừa ý, bèn lấy làm vợ, lập làm hoàng phi. Âu Cơ có thai đã 3 năm, ngày 3 tháng 10 ngày, mây ngũ sắc sáng bừng lên ở đầu núi Ngũ Lĩnh. Giờ ngọ, ngày 25 tháng 12 năm Giáp Tý, cái thai trong bụng Âu Cơ chuyển động. Đến giờ ngọ ngày 28, khắp phòng hương thơm tỏa nức, ánh sáng lóe lên trong trướng, hoàng phi Âu Cơ sinh ra một bọc màu trắng như ngọc. Khi hoàng phi mới sinh, hương thơm bay khắp núi Nghĩa Lĩnh và cả vùng đất Tổ Phong Thứ, Ngọc Lĩnh, Liên Trì. Vốn là một đế vương anh minh và vô cùng tôn kính thần linh, khi đứng trước dị tượng lúc con mình sinh ra, Hùng Hiền Vương đã nhanh chóng tổ chức triều thần để làm lễ chầu lạy Thượng Đế, mong ngài chỉ bảo việc lành dữ. Thấy được lòng thành của Hùng Hiền Vương, Thượng Đế đã giáng chỉ và triển hiện thần tích cho toàn thể nước Nam, chúc mừng vị chân mệnh đế vương khai mở triều đại, ban cho ngài tất cả những thần khí sắc chỉ và vinh dự được truyền thừa triều đại dưới sự bảo hộ của thiên thượng. Hùng Hiền Vương thấy hoàng phi sinh tú bào hết sức dị thường, cổ kim thiên hạ chưa từng thấy, người trong nước lấy làm lạ. Vua bèn triệu hội Bách Quan Văn Võ triều thần đến chầu ở chính điện. Giờ ngọ hôm ấy, ba tiếng trống lệnh rung trời chuyển đất vang lên giữa không trung, núi sông cây cỏ muôn vật đều kinh hoàng. Mây lành ngũ sắc sáng bừng khắp 3.000 thế giới, muôn chim bay chầu trên chính điện, dưới núi làng nước tung sóng cuộn dâng, trăm kình nghê muôn thú, muôn vật cá tôm gội gió mưa về chầu cống. Vua thấy quốc gia có điềm lành kỳ lạ, bèn xuống chiếu cho bá quan văn võ sửa sang áo mũ, trai giới tịnh khiết, đến tề tựu ở điện kính thiên, đèn hương phụng hầu, chầu lạy hoàng thiên thượng đế. Ngày hôm ấy, vào giờ thân, bỗng thấy một áng mây xanh từ phía tây bay đến, hội ở sân rồng điện kính thiên, rồi có bốn vị thiên tướng hiện ra. Các vị tướng ấy cao hơn nửa trượng, đầu đội mũ hoa, mình mặc cẩm bào, lưng thắt đai ngọc, chân đi hài sắc, nói cười đều lóe hào quang của lửa. Rồi giữa các tầng mây hiện lên nhiều thiên quan thiên tướng. Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống chiếu rằng: Hiền Chúa Nam Miên, bọc trồng trăm trứng, nở ra trăm con trị nước, nay sai tứ đại thiên vương phù giúp bảo hộ, vậy ban sắc này. Hiền Vương cùng các quan văn võ ngước lên trời cao vái lạy, rồi lạy tạ thiên vương. Thiên vương nói: Bào ngọc trăm trứng, rồng lành giáng sinh. Thiên sứ báo cho Hùng Hiền Vương: Hãy đặt chiếu của Ngọc Hoàng Thượng Đế lên chiếc mâm vàng, đem đến ngôi chùa cổ ở núi Viễn Sơn, chuyển cho Từ Sơn Thiên Quang Hòa Thượng ở ngọn Thứ Lĩnh, lưu giữ ở trong chùa, chọn quan trai giới chầu hầu, đèn hương không ngớt. Đến ngày bào trứng nở ra, Hiền Vương theo lời dặn của tứ đại thiên vương, chờ đợi các trứng tự nhiên biến hóa. Hiền Vương thành tâm làm lễ cầu đảo lớn. Thế là vào giờ ngọ ngày rằm tháng giêng, trăm trứng an lành nở ra trăm con trai. Khắp Long Thành đầy mây ngũ sắc, ánh lành tỏa rạng khắp nơi, hương trời thơm ngát bay tỏa khắp chốn núi sông. Trong khoảng một tháng, các chàng trai không cần bú mớm mà lớn bật lên như người trưởng thành, tướng mạo khôi ngô, dáng hình kỳ tú, thân cao 3 thước 7 tấc, cái thế anh hùng. Hiền Vương triệu phi tần 6 cung đến, phát các tấm gấm lĩnh để khâu may 100 bộ áo mũ, cấp cho các chàng trai. Trong một ngày, các cung nữ được 3 lần cười vui, thường lấy hoa sen trên hồ đem đến tặng cho các chàng trai. Được 100 ngày, các chàng trai đã lớn, nhưng không biết nói, chỉ biết cười. Đúng 100 ngày, vào giờ thìn ngày 20 tháng 7,
cả trăm chàng trai đều cười vang, nói lớn rằng: Trời sinh bậc thánh, trị nước sinh vua, thanh bình bốn biển, thiên hạ vững yên. Thế là 100 hoàng tử đều đến trước sân rồng ở điện kính thiên, bỗng thấy một áng mây ngũ sắc từ trên không bay xà xuống sân rồng. Hùng Hiền Vương thấy 8 vị thiên tướng đầu đội mũ đồng, mình mặc áo bào giáp sắt, chân đi hy bạc, lưng thắt khăn rồng, tướng mạo sang quý, mắt sáng như sao, miệng nhả hào quang hỏa khí, tay cầm thần kiếm linh trượng, chày ngọc búa sắt, giang hàng đứng hai bên tả hữu chờ lệnh. Không trung biến hóa, nhất thời mưa gió nổi lên, mây mù vờn bay vây quanh chính điện. Trong khoảnh khắc, núi non mất hình, sông suối tràn dâng, không ai lường được chuyện gì xảy ra. Sau khoảng 3 giờ, bầu trời lại tạnh sáng. Đó là 8 vị thiên tướng, gọi là Bát Bộ Kim Cang, vân sắc chỉ của chư Phật ở thượng thiên, xuống hộ vệ cho 100 vị hoàng tử. Nay các hoàng tử đã trưởng thành, đôn hậu minh mẫn, bát tướng phụng chỉ đưa các hoàng tử đến, lạy mừng vua cha, trị nước thái bình. Tâu xong, các thiên tướng biến hóa rồi bay về trời, ban cho Hiền Vương một lệnh long bài, một quả bảo ngọc thần ấn, một hòn ngọc trắng, một thanh kiếm thần, một quyển thiên thư, một chiếc thước ngọc, một chiếc mâm vàng, tất cả đều đặt trong chính điện. Hiền Vương vân mệnh đón nhận, coi đó là điềm lành lớn trời ban để trị yên thiên hạ. Tuy đã có 100 con trai uy vũ phi phàm, thiên tư trác tuyệt, nhưng việc phân định danh phận chức tước trong triều đình cho họ thì lại là việc không hề dễ dàng. Vì thế, Lạc Long Quân một lần nữa phải nhờ đến sự giúp đỡ của thần Phật. Bấy giờ, vua lên đàn tràng khấn lễ cầu đảo lớn. Vua vừa cầu khấn xong, tự nhiên có cảm ứng, có vị thần ở phương Tây tới. Bỗng thấy một ông già râu tóc bạc phơ, đầu đội mũ Phật gấm lĩnh, mình mặc áo vải nhuộm nâu, tay cầm gậy tre, ra chơi chùa Hoa Long ở thôn Việt Trì huyện Bạch Hạc. Ông già rửa chân bên sông rồi ngồi nghỉ trên tảng đá phẳng trên con sông Nhị Hà. Hôm ấy có triều quan là Nguyên Súy Tiết Chế tướng quân, trấn thủ đô thành Phong Châu, đang ngồi trên ngôi lầu bên sông. Quan Nguyên Súy trông thấy ông tiên đang xem phong thủy, cúi đầu nhìn xuống đáy sông, một chân ghét lên tảng đá hình lưng rùa. Quan trấn thủ bèn mời cụ già đến hỏi chuyện. Quan đem hết chân tình quốc sự bộc bạch với cụ già, mở tiệc khoản đãi, rồi mời ông về điện vua trên núi Nghĩa Lĩnh. Triều quan vào tâu vua. Vua thân hành ra mời cụ già vào cung mở tiệc chúc mừng. Hùng Hiền Vương hỏi: Tiên ông từ đâu đến ngao du phong cảnh ở đây? Nay trong nước có chuyện lạ, nhờ tiên ông chỉ giáo cho. Tiên ông cười vang. Hiền Vương vẫn đứng nói chuyện, hỏi tiên ông rằng: Trẫm có điềm lành, sinh được 100 con trai trí tuệ thông minh, thì tất cả đại khái cũng như nhau, cho nên khó đặt định danh hiệu vị thứ, cũng không biết ai là anh, ai là em. Kính nhờ tiên ông đặt tên, định thứ bậc giúp cho. Tiên ông đáp: Ta sinh ở thời hoàng đế, theo học đạo Phật, ngao du nơi hải ngoại càn khôn. Trong 3000 thế giới, ta thích đến nước Nam Miên ngắm xem phong thủy. Vua cho mời ta đến đây, ta có một quyển sách thần, có thể bói xem mọi việc trong thiên hạ, gọi tên các vị tiên. Huống chi, quốc gia đã có thành tâm lập đàn cầu đảo, đã cầu tất ứng. Xin nhà vua thành tâm để lão vận trù một quẻ, hỏi xem tiền định thế nào. Tiên ông bèn xem mặt các hoàng tử, phân định thứ bậc anh em. Tiếp đến, tiên ông lấy bút giấy ra, đặt tên cho 100 hoàng tử. Viết xong, tiên ông đặt tờ giấy lên chiếc mâm vàng. Để phân định thứ bậc anh em, Hiền Vương lại gọi 100 hoàng tử đến hội ở chính điện để nhận tên đã ghi trong sách. Mọi người đồng thanh, cần phải có bậc huynh trưởng đứng đầu. Rồi mọi người lại chia xếp thành hai hàng, đối nhau đợi lệnh. Một người được gọi tên, được lập làm thái tử, để tiếp nối ngôi vua. Còn 99 người khác lần lượt đến trước mâm vàng, nhận danh hiệu được ban. Từ đó, thứ bậc anh em phân định rõ ràng, ai nấy đều vui. Xếp đặt mọi việc đã xong, tiên ông tự nhiên biến hóa về trời. Hiền Vương sai các quan thường xuyên đến chùa Từ Sơn, Thiên Quang Hòa Thượng cầu Phật ứng hộ. Từ đó, các hoàng tử đều đã có tên gọi, trưởng thành phương trưởng, ngồi chính tọa ở triều đường, vị thứ xếp trên các quan. Hiền Vương bèn phong hầu riêng cõi, chia nước làm 15 bộ, gồm Sơn Tây, Sơn Nam,
Hải Dương, Kinh Bắc, Ái Châu, Hoan Châu, Bố Chánh, Ô Châu, Ai Lao, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Cao Bình, Lạng Sơn, Quảng Tây, Quảng Đông. Việc nước sau khi phân phong đã tạm yên, nhưng để cho việc nước yên ổn lâu dài, Lạc Long Quân đã tính đến việc chia các con ra khắp nơi, từ trên rừng xuống dưới biển, chia nhau cai trị, bảo vệ bờ cõi và tạo phúc cho muôn dân. Quả thật là một kế sách vẹn toàn, mở ra tương lai vững chắc cho toàn quốc gia. Thời Long Quân trị vì, nước Văn Lang vô cùng thái bình thịnh trị, suốt mấy trăm năm. Một hôm, Hùng Hiền Vương nói với Âu Cơ rằng: "Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, giống loài không hợp nhau, chung sống với nhau thực ra cũng khó. Vì thế, ta phải rời nhau thôi. Chia 50 con theo cha về biển, làm thủy tinh. Chia 50 con theo mẹ về núi, làm sơn tinh, làm hiển trạng cho các vương tử, trấn ngự khắp các vùng núi biển, đều là với danh nghĩa thần thuộc." Vua bèn đặt quan văn gọi là Lạc Hầu, đặt quan võ gọi là Lạc Tướng, các vương tử gọi là Quan Lang Vương, các vương nữ gọi là Mỹ Nương, các quan hữu ti gọi là Bộ Chính. Thời bấy giờ, trên chính nhân luân, dưới hậu phong hóa, thi hành việc gì ai cũng được thích nghi. Vua vì thế được rủ áo khoanh tay, hòa mục trong chốn cửu trùng. Dân nhờ thế được đào giếng cấy ruộng, vui sống ở nơi thôn giả. Không một người dân nào bị xua đuổi không chốn sinh cư, không một vật nào không được yên bề nuôi dưỡng. Công thành trị định, đứng đầu so với các tiên vương, dẫu là phong hóa của thời thái cổ cũng không sánh kịp. Hùng Hiền Vương hưởng nước dài lâu, đời đời cha truyền con nối, đều gọi là Hùng Vương. Ngọc lụa xe thư, núi sông một mối, đó là thủy tổ của Bách Việt. Hiền Vương ở ngôi 400 năm, sau này về biển, hóa sinh bất diệt, trở thành tiên, trở thành Động Đình Đế Quân. Khi ấy, ông đã tu luyện thành thần, có được phép tiên quảng đại. Lạc Long Quân không những là một vị hùng vương nổi tiếng nhất, ngài còn là một vị thần bảo hộ cho dân tộc Việt Nam từ thời thượng cổ. Thời ấy, hễ dân có việc, chỉ cần lớn tiếng gọi rằng: "Bố ơi, hãy đến cứu chúng con", thì lập tức thấy Long Quân hiển linh. Các thần tích mà ngài vì dân trừ hại vẫn được ca tụng lưu truyền đến ngày nay. Ở biển Đông có con ngư tinh dài hơn 50 trượng, chân nhiều như chân rết, biến hóa vạn trạng, kinh dị khôn lường, khi đi thì ầm ầm như mưa, lại ăn được thịt người, nên ai ai cũng sợ. Thuở ấy có hòn đá ngư tinh, răng đá lởm chởm cắt ngang bờ bể, ở dưới đá có hang, ngư tinh sống ở trong hang đó. Vì sóng gió hiểm trở, không có lối thông, dân muốn mở một đường đi khác, nhưng đá rắn khó đẻo. Thuyền của dân đi qua chỗ này, thường hay bị ngư tinh làm hại. Lạc Long Quân thương dân bị hại, bèn hóa phép thành một chiếc thuyền của thường dân, hạ lệnh cho quỷ Dạ Thoa ở thủy phủ, cấm không cho hải thần nổi sóng. Rồi Long Quân chèo thuyền đến hang đá ngư tinh. Ngư tinh ngay lập tức tấn công, há miệng định nuốt. Nhưng Long Quân cầm một khối sắt nung đỏ, ném vào miệng cá. Ngư tinh chồm lên quẩy mình, quật vào thuyền. Long Quân cắt đứt đuôi cá, lột da của nó, phủ lên trên núi Bạch Long Vĩ, còn cái đầu trôi ra ngoài biển, biến thành con chó để trốn thoát. Long Quân bèn lấy đá ngăn bể rồi chém nó. Nó biến thành cái đầu chó, nay gọi là Cẩu Đầu Sơn. Thân trôi ra ngoài Mạn Cầu, chỗ đó nay gọi là Mạn Cầu Thủy. Thành Thăng Long xưa hiệu là Long Biên, hồi thượng cổ không có người ở. Vua Thái Tổ nhà Lý chèo thuyền ở bến sông Nhị Hà, có hai con rồng dẫn thuyền đi, cho nên đặt tên là Thăng Long, rồi đóng đô ở đấy. Xưa ở phía tây thành có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên sông Lô Giang. Trong hang, dưới chân núi, có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu quái, thành người hoặc thành quỷ, đi khắp nhân gian. Con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng, trà trộn vào giữa đám dân máng, cùng ca cùng hát, rồi dụ dỗ trai gái trốn vào trong hang núi. Người máng rất khổ sở. Long Quân bèn ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dân nước lên công phá hang đá. Cáo chín đuôi bỏ chạy, quân thủy phủ đuổi theo, phá hang bắt cáo mà nuốt ăn. Nơi này trở thành một cái vũng sâu gọi là Đầm Xác Cáo, tức là Tây Hồ ngày nay. Sau lập miếu Kim Ngưu Tự để trấn áp yêu quái. Cánh đồng phía Tây Hồ rất bằng phẳng,
dân địa phương trồng trọt làm ăn, nay gọi là hồ đổng, tức là hang cáo. Đất ở đây cao ráo, dân làm nhà mà ở, nay gọi là hồ thôn, tức là thôn cáo. Chỗ hang cáo xưa, nay gọi là lỗ khước thôn. Sau này đến thời Hùng Vương thứ 6, thì không còn tín thần nữa. Hùng Vương thứ 6 đã làm nhiều điều mạo phạm đến trời, thế là Thượng Thiên giáng nạn ngoại xâm. Quân của Triều Ân của phương Bắc ồ ạt kéo đến. Sau khi Hùng Vương hối lỗi, Long Quân cũng hiện thân, bảo vua hãy đi tìm Phù Đổng Thiên Vương, giúp đánh giặc cứu nước. Long Quân còn dạy cho dân chúng cách ăn ở sinh sống, cùng các phong tục tập quán tốt đẹp, lưu truyền đến nay. Ngài cũng có thể coi là thủy tổ của nền văn minh thần truyền cho dân Văn Lang vậy. Dân ở rừng núi xuống sông ngòi đánh cá, thường bị giao long làm hại, nên tâu với vua. Vua bảo rằng, ở núi là loài rồng, cùng với thủy tộc có khác, bọn chúng ưa đồng mà ghét dị, cho nên mới xâm hại. Bèn khiến lấy mực xăm hình, vẽ thủy quái ở trên thân thể, từ đó tránh được nạn giao long cắn hại. Cái tục vẽ mình của Bách Việt đã khởi thủy từ đấy. Thời đầu, người dân ăn mặc chưa đủ, phải lấy vỏ cây làm áo mặc, dệt cỏ ống làm chiếu nằm, lấy cốt gạo làm rượu, lấy cây quan lan, cây xoa đồng làm bánh, lấy cầm thú cá tôm làm nước mắm, lấy rễ gừng làm muối, lấy dao cày, lấy nước cấy, đất trồng nhiều gạo nếp, lấy ống tre thổi cơm, gác cây làm nhà để tránh nạn hổ lang, cắt ngắn đầu tóc để tiện vào rừng núi, con đẻ ra lót lá chuối cho nằm, nhà có người chết thì giả cối gạo, để cho hàng xóm nghe mà chạy đến cứu giúp, trai gái cưới nhau trước hết lấy muối làm lễ hỏi, rồi sau mới giết trâu để làm lễ thành hôn, đem cơm nếp vào trong phòng cùng ăn với nhau cho hết, rồi sau mới tương thông. Lúc bấy giờ chưa có trầu cau nên phải thế. Lạc Long Quân vốn là rồng, kết hôn với tiên nhân mà sinh ra dân Bách Việt. Sự kết hợp của rồng tiên, cao quý mà bản lĩnh, đến nay vẫn luôn là niềm tự hào và gắn kết của gần 100 triệu dân Nam. Dẫu qua nhiều năm tháng đằng đẵng vinh nhục lên xuống, nhưng một niềm tin và cội rễ văn hóa thâm sâu vẫn giữ cho chúng ta tiếng nói và dáng hình của con dân Lạc Việt như hôm nay. Nếu không phải đại công đức, tinh hoa văn hóa của Long Quân di lưu lại từ xưa, thì sao có thể làm đến như vậy? Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại bạn trong các tập tiếp theo.